Vâng, xin kính chào quý khách hàng của bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình chăm sóc xe cùng chuyên gia cùng với Toyota Phú Mỹ Hưng. Có rất nhiều quý khách đã liên tục gửi câu hỏi đến chương trình, và sau đây thì anh Trí và anh Nhân sẽ cùng với Tô đi giải đáp các câu hỏi thắc mắc của quý khách ha. Rồi, chúng ta bắt đầu ha anh ha. Yeah. Vâng, câu hỏi tiếp theo mà một vị khán giả chúng ta, đó là chị Tú Anh, có đặt ra cho chương trình, đó là làm sao để biết là cái xe của mình bị hết nước làm mát nè, hết nước rửa kính. Tại vì đây cũng có thể lần đầu tiên chị Tú Anh mua xe và sử dụng, thì chị có thể phân vân là làm sao để biết được các cái dung dịch này bị hết, và nếu trong trường hợp bị hết thì chị Tú Anh có thể tự chăm được ở nhà hay không. Dạ, đó là câu hỏi thứ nhất. Cái câu hỏi tiếp theo nó cũng liên quan đến về các cái dung dịch của xe luôn anh. Dạ, đó là khi nào thì mình phải chăm thêm nước rửa kính, nước làm mát với và dầu máy. Dạ, thì cái câu hỏi tiếp theo này là anh Bình có hỏi là thêm cái phần dầu máy. Dạ, dạ. Một câu hỏi tiếp theo liên quan đến vấn đề về cái các dung dịch trong khoang động cơ, đó là anh Phúc có hỏi có thể tự châm thêm dầu trợ lực phanh hay không, khi tại nhà, khi mà anh Phúc thấy cái dầu trợ lực phanh nó hao hụt. Dạ, thì với những cái câu hỏi như thế này liên quan trực tiếp đến phần khoang động cơ thì em nghĩ là chúng ta nên ra trực tiếp một chiếc xe để chúng ta giải thích cho quý khách được rõ. Các anh đồng ý không ạ? Dạ, đồng ý. Dạ, vậy xin mời quý khách cùng theo Tô và anh Nhân và anh Trí chúng ta ra trực tiếp một chiếc xe để chúng ta cùng nhau giải đáp các vấn đề về các cái dung dịch ở khoang động cơ nha. Xin mời quý khách. Thưa quý khách, ở đây thì tôi có một chiếc xe Fortuner để đặt ở đây để chúng ta demo cho chương trình. Vâng, thưa anh Trí, thế thì tôi xin nhờ anh là giải thích cho chị Tú Anh, anh Phúc cũng như là anh Bình và các quý vị khán giả ở đây về các cái dung dịch mà chúng ta cần phải kiểm tra trong khoang động cơ, và dung dịch nào có thể tự thay thế, tự chăm sóc và chăm thêm khi ở nhà, và chúng ta cách chúng ta kiểm tra như thế nào. Dạ, xin mời anh ạ. Dạ, chào chị Tú Anh ạ. Mình rất là vui khi mà chị rất là quan tâm về cái vận hành của động cơ và sự an toàn của mỗi trước mỗi chuyến đi. Thì cũng xin Toyota Phú Mỹ Hưng cũng chia sẻ với chị Tú Anh một số thông tin về cái việc mà kiểm tra trước khi vận hành. Thì đây là một cái khoang động cơ của chiếc Fortuner. Thì trong cái này có rất là nhiều dung dịch mà chúng ta cần phải kiểm tra và biết nó đang là ổn hay không. Ví dụ đây là dung dịch nước rửa kính cho cả phía trước phía sau luôn ạ, chung một chỗ. Tiếp theo đây là dung phanh, dầu trợ lực phanh. Tiếp theo đây là dầu trợ lực cho hệ thống lái. Tiếp theo đây là dung dịch nước làm mát cho động cơ. Đây là bốn cái dung dịch mà trong cái một cái khu vực động cơ mà chúng ta cần quan tâm tới. Tuy nhiên nếu mà ở nhà thì chúng ta chỉ có thể châm được, kiểm tra thì kiểm tra được hết, nhưng mà tuy nhiên mà về châm thì chúng ta chỉ châm được là dung dịch nước rửa kính ạ. Bên đại lý cũng như là Toyota thì chúng tôi đang có sử dụng một cái chai là để nước rửa kính. Tại sao mà chúng ta cũng nên dùng cái chai nước rửa kính chính hãng? Tại vì khi mà chúng ta kính, cái phần kính đó là liên quan tới phần an toàn, sẽ được phải có một cái cách vệ sinh riêng và cái chất dung dịch riêng để bảo vệ kính và cũng như là cái độ trong suốt của kính để cho chúng ta vận hành an toàn. Thì tốt nhất là chúng ta nên sử dụng cái chai của chính hãng để đảm bảo cái chất lượng của kính cũng như là cái sự an toàn của tầm nhìn của chúng ta. Đấy, thì chúng ta sẽ châm cái chai nước rửa kính này vào trong cái bình này. Đấy, thì chúng ta có thể quan sát thêm ở trong này để chúng ta biết nó là đang hết hay là đang cần phải châm thêm. Cái hiệu của dung dịch nước rửa kính là cái hiệu như thế này. Đây, thưa quý vị các bạn. Đấy. Đấy. Nhìn thấy à, có cái biểu tượng của cái phun nước là cái của kính. Dạ. Em thấy là cái này cũng hơi khó quan sát đúng không anh Trí? Đúng rồi. Dạ. Thì thế trong trường hợp mà mình em nghĩ là cái em cũng có sử dụng xe thì em thấy cái
nước rửa kính này thường là đến lúc nó cạn luôn thì mình mới biết được, chứ còn mình quan sát như vậy cũng hơi khó anh. Đúng rồi. Dạ. Thế thì trong tình huống, tất nhiên lời khuyên của anh á là anh chúng ta nên sử dụng dung dịch nước rửa kính của chính hãng rồi. Dạ. Nhưng mà trong tình huống giờ em lấy ví dụ như em đang đi một cái chuyến đi nó xa đi, một chuyến đi xa nhưng mà em vô tình hết nước rửa kính á, thì em có thể dùng nước lọc hay gì đó em đổ vô để em dùng tạm cho tới lúc mà chúng ta bảo dưỡng thay thế nước rửa kính được không anh? Chúng ta trong những cái tình huống mà vào những cái nơi mà xa và không có thể có được cái dung dịch chính hãng này, thì chúng có thể sử dụng tạm cái nước ở bên ngoài chúng ta đổ vào. Nhưng mà tạm thôi nha. Tức là sau khi mà chúng ta hoàn thành cái chuyến đi thì không. Xong thì chúng ta cũng nên ghé vào trong đại lý để chúng ta sử dụng đúng cái chính hãng này. Để giống như mục đích ban đầu tôi nói là để bảo vệ cái phần kính. Rất là đặc biệt, rất là quan trọng. Chúng ta phải lưu ý cái phần đó. Thì cái dung dịch này thì nó sẽ giúp bảo vệ, làm cho cái kính của mình sạch hơn, cũng đúng như rồi. Là bảo vệ các cái cao su gạt đúng kính rồi. Rồi vân vân, đúng không anh? Đúng rồi, mọi chi tiết của cái hệ thống của nó. Ok, vậy đến dung dịch đầu tiên chúng ta cần quan tâm đó là về nước rửa kính, thì anh Trí vừa rồi đã giải thích cho các bạn, cho quý khách hàng về cái dung dịch nước rửa kính. Rồi xin mời anh tiếp tục đến các dung dịch tiếp theo. Còn cái dung dịch tiếp theo là phanh. Phanh, dầu phanh này thì sẽ được, chúng ta sẽ được kiểm tra phải tại, chúng ta chỉ quan sát ở đây để là đủ hay thiếu thôi ạ. Thì đây chúng ta, đây là cái mực cao nhất. Bên này là cái mực thấp nhất, thì cái vạch dầu chúng ta sẽ được nằm ở trong cái khoảng này. Đấy, nếu mà trong được thấp hơn thì chúng ta phải đưa xe tới đại lý. Thì nó nằm trong khoảng này là chúng ta đạt yêu cầu. Mà lúc nãy có một quý khách hỏi đó là trong trường hợp mà ở nhà chúng ta thấy cái mức này nó thấp hơn cái mức bình á, thì có thể tự châm thêm không anh? Chúng ta không có nên châm thêm cái dùng một cái chất nào khác vào đây. Tại vì chúng ta cũng không xác định được là cái dầu phanh chúng ta với trong xe nó có giống nhau hay không, cùng chủng loại hay không. Thì khi chúng ta đổ mà nó khác loại vậy thì nó sẽ hư một số cái chi tiết của hệ thống phanh. Và khi đó nó sẽ mất an toàn khi mà chúng ta vận hành. Nên là lời khuyên của chúng tôi là chúng ta nên kiểm tra. Đưa tới đại lý để chúng ta thay thế và xử lý. Thì anh Bình hỏi ở nhà có tự thay được hay không, thì nên là không nên ha. Vì sao? Bởi vì khi mình thay dầu phanh thì ở mình thay không đúng kỹ thuật thì nó dẫn đến là cái nó có hệ thống phanh của mình á, chắc cái đường ống mình á bị có gió bên trong thì nó dẫn đến là nó sẽ bị mất phanh. Cho nên là cái này là rất là nguy hiểm ha anh Bình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là dầu phanh phải được thay thế định kỳ, cho nên nó là nếu như mà mình để lâu mà mình không thay thì dầu phanh này nó tính chất là hút ẩm á, thì dầu phanh này sẽ bị biến chất, cho nên là cái hiệu quả phanh không đảm bảo. Cái thứ hai nữa là nó sẽ dẫn đến là hư hỏng các chi tiết của hệ thống phanh này, và phanh là liên quan đến an toàn. Nên là mình phải bảo dưỡng đúng định kỳ nó ha anh Bình. Cảm ơn anh Nhân, cảm ơn anh Trí. Và là về dầu phanh thì chúng ta không nên tự ý thay thế ở nhà, và dầu phanh sẽ nên được bảo dưỡng, nên được thay thế sau 40.000 km. Vâng, anh Trí, xin mời anh tiếp tục với những cái dung dịch khác ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục ha. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta cũng có sẽ dầu trợ lực lái. Ở đây thì dầu trợ lực lái ở đây thì sẽ, dầu này sẽ bổ sung cho hệ thống lái chúng ta, thì chúng ta cũng có cách kiểm tra tương tự vậy. Thì đối với này thì nó sẽ không có vạch, chúng ta phải mở ra để mình nhìn vào bên trong, nó sẽ có một cái cây thâm nó nằm ở bên trong luôn ạ. Em nghĩ là chắc là đối với dầu trợ lực lái là chỉ những xe có trợ lực lái dầu thôi đúng không anh? Đúng rồi. Trợ lực lái điện thì không có phần này. Đúng rồi, chính xác. Thì một số loại xe chúng ta sử dụng hệ thống trợ lực lái dầu thôi. Thì khi mà mở ra thì chúng ta thấy dầu đang sử dụng là màu đỏ, đúng không ạ? Thì trên cây thâm dầu chúng ta sẽ có chữ, đúng không ạ? Chữ hot với chữ cool ở bên này. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn thì chúng ta phải nhìn vào cái phần lõm này thôi. Thì cái mực dầu nó nằm trong cái phần lõm này. Khi mà chúng ta cắm xuống lấy lên và nó nằm trong cái phần lõm này là đạt yêu cầu. Thì chúng ta lưu ý phần vậy. Và cái phần dầu này cũng vậy, chúng ta cũng không có được thay thế ở nhà. Tại vì khi thay thế ở nhà nó không có đảm bảo các cái bước kỹ thuật thì nó sẽ cũng phải ảnh hưởng tới hệ thống lái. Hệ thống lái là cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta vận hành ở trên đường. Em nghĩ là cái trợ lực dầu trợ lực này chắc nó cũng ít hao hụt anh ạ. Thường nó cũng lâu
theo định kỳ mình bảo dưỡng thì cũng sẽ thay thế thôi, chứ còn thông thường nó cũng ít hao hụt đúng không? Dạ đúng rồi. Cái dầu cho này nó nếu mà hệ thống chúng ta vận hành hoàn toàn bình thường, không có bị hư hỏng siêu phớt gì hết thì nó sẽ cũng không có bị hao hụt. Và cái dầu này cũng sẽ được thay thế định kỳ ở các cấp, giống như thường những cái cấp lớn thì sẽ có lịch chi tiết cụ thể ở trong đó, thì chúng ta đưa xe tới đại lý thì cố vấn sẽ tư vấn rất là chi tiết trong từng cái cấp nào sẽ phải thay thế cái dầu thoa này. Nên là anh hoàn toàn yên tâm. Cảm ơn anh. Vâng, thế thì còn nước làm mát thì như thế nào anh ạ? Đây là cái dung dịch mà làm mát động cơ. Thì chúng ta nhìn cái màu, chúng ta thấy rõ ràng các cái màu này nó rất hoàn toàn khác nhau á. Thì màu vàng kia là của trợ lực phanh, là màu vàng. Còn màu đỏ này là của hệ thống trợ lực lái. Còn qua bên này nước làm mát bên này đấy, thì nó màu đỏ và nước làm mát hồng. màu hồng để chúng ta phân biệt ra các cái dung dịch nó sẽ khác nhau. Bên này là cái dung dịch làm mát động cơ. Thì tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra tiếp về cái phần dung dịch nước làm mát động cơ. Thì trên đây nó cũng sẽ có hai vạch có cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết được. Thì ở đây sẽ có hai cái vạch, vạch trên là F, vạch dưới là L. Thì khi mà chúng ta kiểm tra thì cái vạch nước làm mát thì phải nằm trong cái vạch này là đạt yêu cầu. Thì do là hiện giờ cái động cơ chúng ta đang để nguội thì cái mạch nước dung dịch làm mát nó nằm thấp dưới này. Nhưng mà khi mà chúng ta nổ máy nóng hay vận hành chúng ta kiểm tra thì sẽ nó nằm trong khoảng giữa này là đạt tiêu chuẩn. Như vậy là chúng ta sẽ kiểm tra trước khi chúng ta kiểm tra đúng thì rồi. Chúng ta cần phải làm nóng máy trước đúng không ạ? Đúng rồi. Máy cho hệ thống nó vận hành xem nó có bị xì hay là bị vấn đề gì hay không, dẫn tới nó bị hao hụt cái dung dịch. Thì khi mà máy ấm rồi thì mình kiểm tra và cái mức làm mát nó nằm giữa hai vạch F và L là đạt. Ngoài ra thì mình có cần lưu ý gì thêm về cái vấn đề nước làm mát không ạ? Khi và đối với nước làm mát á thì có một cái điều lưu ý hết sức là đặc biệt. Trong trường hợp nếu chúng ta thấy cái vạch nước mà nó thấp như này thì chúng ta cũng không có tuyệt đối mở ra. Mở cái nắp này ra. Không mở cái nắp này. Không mở nắp ra để châm thêm bất kỳ một cái dung dịch khác vào. Thì chúng ta cứ nghe nói nước thì chúng ta châm nước vào, không phải. Chứ chúng ta không được phép châm một cái dung dịch nào khác lạ. Và cái này nó sẽ ảnh hưởng tới cái độ mức độ giải nhiệt của động cơ. Và ngoài những yếu tố khác nữa. Và đó là cái mà về chất và chúng ta ngoài ra về sự an toàn. Thì trên cái nắp thì chúng ta thấy nó có một cái dấu cái bàn tay giống như là đây. Cái dấu bàn tay và cái dấu cái miệng tượng này cấm mở đó đúng không? Thì chúng ta đặc biệt lưu ý là không có mở cái nắp này. Khi mà động cơ đang vận hành cũng như là động cơ đang nóng thì chúng ta không có được mở cái nắp này ra. Thì khi mở ra thì cái trong cái két, đây là cái két nước làm mát thì nó sẽ có áp suất lớn hơn áp suất ở ngoài này. Thì khi chúng ta mở ra thì cái hơi và cái giống như cái dung dịch nó đang nóng nó sẽ vang lên, sẽ làm phục ra ngoài. Bị phục ra ngoài thì chúng ta sẽ bị thương. Đó là những cái lưu ý đặc biệt đối với cái dung dịch làm mát này. Vâng, cảm ơn anh Trí về câu trả lời cho dung dịch nước làm mát. Và cuối cùng để giải đáp cho thắc mắc cho một khách hàng của chúng ta đó là về cái dầu động cơ đó. Nhớt. Thì cách chúng ta kiểm tra như thế nào và chúng ta thay thế nó như thế khi nào cần thay thế thì xin mời anh giải đáp luôn. Xin chào anh ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục phần nhớt động cơ. Đây là cái khối động cơ của chúng ta. Thì ở đây là có một cái chi tiết cái que thăm màu vàng. Màu vàng đây là chúng ta biết đây là của cái chi tiết que thăm nhớt động cơ. Thì chúng ta thăm như sau thì chúng ta sẽ rút hết cái hai đầu nhớt lên. Rút hết lên. Thì nó là dài quá. Chúng ta nên chuẩn bị một cái khăn sạch. Chuẩn bị một cái khăn sạch và chúng ta sẽ lau hết cái phần nhớt đang có trong này đi ạ. Rồi. Thì sau đó chúng ta sẽ cắm lại. Rút lên và lau sạch, sau đó cắm trở lại đúng không ạ? Mình là cắm hết luôn hay là cắm như thế nào? Chúng ta sẽ cắm sát về giống như vị trí ban đầu. Cắm sát vô. Sau đó chúng ta sẽ rút lên. Rút trở lại. Rồi chúng ta quan sát ha. Thì cái mực nhớt nó nằm ở trong khoảng hai cái chấm tròn này. Hai chấm tròn này là đạt yêu cầu. Là nhớt chúng ta đang nằm trong tiêu chuẩn. Trong trường hợp nếu như mà chúng ta kiểm tra thấy cái nhớt nó nằm thấp hơn cái mực này, cái chấm tròn này hoặc cao hơn cái mực tròn này là đều là những cái dấu hiệu bất thường và chúng ta phải liên hệ liền với đại lý
để chúng ta báo là cái xe chúng ta đang tình trạng như thế và xin những cái lời khuyên từ kỹ thuật viên của đại lý, kỹ thuật viên của đại lý để chuyên sâu hơn để đánh giá là chúng ta có nên vận hành tiếp hay không, hay là đưa xe về, kéo xe về đại lý để kiểm tra. Chúng ta nên tuân thủ quy đó. Như vậy là thừa cũng không tốt mà thiếu cũng không tốt, đúng không? Đúng rồi, nên là nằm giữa hai cái chấm tròn như vậy là tốt. Và dầu động cơ thì sẽ được thay thế sau bao nhiêu km hả anh Nhân ha? Dầu động cơ thì sẽ thay thế sau mỗi 5.000 km như cái hàng phổ dưỡng mà ban đầu mà chương trình chúng ta đã đề cập đến á. Và cũng lưu ý có một số anh chị hỏi rằng là sao khi nổ máy xong rồi có một cái nước gì đó ở dưới xe bất thường hay là bình thường. Cái trường hợp này thường xảy ra đúng không ạ? Nhiều khán giả hay đặt câu hỏi như thế này thì sẵn chương trình ở đây thì mình cũng giải đáp luôn. Thì sau khi mình là nổ máy và hoặc là chúng ta nổ máy tại nhà hoặc là chúng ta nói chung là xe nổ máy khi mình đậu một chỗ đúng không anh? Đậu một chỗ mở cái điều hòa máy, có bật điều hòa thì có cái nước đó là nước của cái hệ thống điều hòa nó ngưng tụ lại. Giống như cái điều hòa nhà của mình có cái đường ống nước để thoát ra ngoài ngoài thì trên ô tô mình cũng y chang như vậy. Đó là chuyện đó là bình thường nha quý vị. Như vậy là chúng ta vừa giải đáp các thắc mắc của quý khách liên quan đến vấn đề các dung dịch trong động cơ và cũng như giải đáp thêm về các cái nước khi mà chúng ta nổ máy thì tại sao có nước chảy ra được không. Xin mời các anh chúng ta quay trở lại bàn. Thưa quý vị khán giả, như vậy là chúng ta thời lượng của chương trình chúng ta cũng sắp hết rồi. Tôi xin phép thay mặt cho công ty Toyota Phú Mỹ Hưng cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian theo dõi chương trình chăm sóc xe cùng chuyên gia Toyota và kính chúc cho quý khách hàng thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin gửi lời chào tạm biệt đến quý vị khách hàng và xin hẹn lại quý vị trong những chương trình lần sau.